Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em lại đến cái quán đồ cũ để mua cho cái bác ở gần nhà mấy cái bác ở Đồng Nai. Bác sẽ gửi mua mấy cái dây tín hiệu cho em Thanh. Tự tiện em thấy có mấy cái lobot em mới về, em quay cho các bác xem luôn. Đây nó có 4-5 cái lobot và mấy cái JBL. JBL đây là cái gì đấy, cái giá của nó sao? Giá loa sao? Đây nó bán hơn 10 triệu, đắt thế. Đây, trước mặt em đây là một cái loa bot. Có một bác có gửi hình ảnh của đôi này cho em đang tìm đôi như này. Cái này nó bán 1 triệu, 1 triệu mốt một cái như này nha bác nhá. Rất là rẻ. Đấy, con này là bot 201. Nhưng nhiều bác ở Việt Nam thì có yêu cầu là bot 301. Nhưng mà đây thì không có. Chỉ có bot 201 thôi. Con này giá 1 triệu mốt hơn. Bảo hành 3 tháng. Có đầy đủ thông tin luôn, sản xuất và số hiệu của nó. Một bên này một cái, bên này một cái. Hàng cũ thì nó có những vết xước, người ta cũng ghi trên đây là có những vết xước như thế này. Bên này có mấy bác người Nhật đang đi xem. Đấy, thì đây một đôi của nó, tầm 2 triệu rưỡi. Con này thì khoảng tầm bao nhiêu cân? 3-4 cân một con. Cứ cho 5 cân đi, 5-10 cân. 10 cân gửi về đường biển thì nó rơi vào khoảng tầm mất tầm cả vận chuyển bên này nữa thì nó mất tầm 1 triệu rưỡi. Đúng rồi, mất tầm 1 triệu rưỡi tiền vận chuyển nhé các bác. Đấy. Thì con này hai con này là 3 triệu. Có 1 triệu rưỡi tầm 4 triệu rưỡi, được hai con bot 201 như này. Tầm hơn 4 triệu đến 4 triệu rưỡi. Này cũng là một con. Đây cũng là một con bot 201 tiếp. Đấy, con này thì đắt hơn bằng hai con kia cộng lại, tầm 2 triệu hơn, 2 triệu 2, là bảo hành 6 tháng, thông tin thì nó cũng như thế. Đây các bác coi gần cho các bác xem. Nó có một đôi nhá, con này nó có một đôi. Bên này thì nó có 4 con nhưng mà nó bán theo cái một, là cứ 1 triệu 2 một cái, 4 cái sau đó có 2 cái kìa. Đấy. Mà con này thì có một đôi, bán theo đôi thì cũng là 2 triệu 2. Thì cũng tương đương với con này bán một cái một. Và đây là một con bot nhỏ 101 MMG. Đây các bác. Con này thì có giá là nó nhỏ nhưng mà nó khá đắt, 3 triệu 3 gì đấy, 3 triệu 3 bảo hành 6 tháng. Sản xuất là 1985. Xuất lực là 150W, 45-150W, 86 decibel. Đây. Đấy. Và bên kia nó có mấy con nữa, em sẽ sang quay cho các bác xem mấy con bên cạnh. Mấy con đấy, các bác có thể thấy đây là thấy được mấy cái bát của nó. Rất là nhiều loa. Đấy. Đây là mấy cái con robot của nó. Đây cũng là một con 101 M. Con này có một đôi các bạn. Một đôi thì nó sẽ bán với giá là 2 triệu tư. 2 triệu tư bảo hành 6 tháng. Có đầy đủ thông tin, hàng khá là mới đẹp. Đây, quay xa cho bác nhìn. Đây. Bên này thì là hai cái bát của con loa bot to. Đây này là DS40F này. Con này thì có giá là khá đắt, một đôi này có giá là 3 triệu. Giá mới nó là 48 khoảng tầm 10 hơn 9 triệu. Nhưng bây giờ một đôi bot mà cái loa bát như thế này thì người ta sẽ bán với giá là 3 triệu bảo hành 6 tháng. Đấy, bên này là bot 101 nha bác. Bên này có hai cái bát của Dynatone này thì các bác cũng một số các bác cho bình luận cho em là cũng khá là yêu thích. Dynatone PVK2526BMA có giá là gần 1 triệu, tầm 900.000. Đấy là mấy con bát. Bên này là một đôi bot tiếp, bên này là một đôi bot 121. Nay điện thoại sao mà nó bị nhè nhè suốt. Đây một đôi bot 121 thì con này không có năm sản xuất. Có giá là 1.4 khoảng tầm 2 triệu 9 nha các bác. Khoảng tầm 2 triệu 9 như đấy, con này màu nâu gỗ. Bảo hành 6 tháng, khá đẹp. Đấy. Là mấy cái loa bot mà hôm nay mới thấy ở cái quán này. Trước cứ có mấy cái nhỏ hơn nhưng mà người ta cũng đã bán mất rồi. Đấy thì sang đầu này thì có mấy con nữa em sẽ quay cho các bác xem. Đấy, đây thì lại có mấy con JBL.
Vậy còn JBL chứ em quay rồi thì các bác bảo là quay lại cho bác xem. Để em sẽ quay lại con này cụ thể cho bác xem chi tiết hơn, mới hơn, rõ ràng hơn. Đấy. Đây có 3 cái con JBL. Con đầu tiên đây là con Studio 230 này. Con này giá là 3 man khoảng tầm 6 triệu bảo hành 6 tháng. Đó, con này còn là hàng mới, không phải là mới nhưng mà đã sử dụng nhưng mà còn rất là mới. Hầu như là không sử dụng mấy thì phải, bọc nguyên rất là mới. Chất 2013 thôi. Ở đây đủ thông tin hết rồi. 52Hz đến 22kHz. Đấy, con này là 6 triệu nha bác. Bên này là một con JBL không có thông tin. Đấy, quay xa cho bác ngắm tí. Còn bên này là một JBL 4306. Con này khá đắt. Con này đó. Con này là hàng mới. Hàng mới thì có giá là 1,5 triệu, khoảng tầm 23 triệu bằng 1 năm. Con này tất nhiên vì hàng mới nên là nó còn rất là đủ đầy đủ thông tin và còn nguyên vẹn hết, không thiếu một cái gì cả. Đấy, quay xa cho bác xem tí. Rất là nhiều. Đấy, đây là lần này có thể bác thấy được mấy cái robot mà em quay kìa, nằm góc kìa. Mắt con mắt to nằm đấy cả. Và đây là có một con robot nhỏ nữa. Con này thì có giá là 900.000 nữa ạ, một con thôi. Con này là 120, có một cái thôi, nó ghi một cái là đủ rồi. Bảo hành 3 tháng. Xuất năm 2000. Có bị xước và có đầy đủ thông tin sản xuất của nó. Đấy, còn bên cạnh đó là một số con Yamaha hay là loa Samsung hay là loa Sony thì trước em cũng có quay rồi. Đấy, các bác xem rồi. Đây có mấy con loa tí loa nhỏ của Sony các thứ đây. Đấy. Bên cạnh con robot. Mấy con có Onkyo, Elac các thứ khá nhiều. Hay loa thì ở đây nó cũng không nhiều lắm, nó mấy con như thế thôi. Còn đa số là đợt trước em cũng quay cho các bác xem tham khảo rồi. Nay tiện qua đây để mua một cái bộ mấy bộ dây cho một bác ở trong Đồng Nai có nhờ thì em sẽ lướt lại cho bác xem một số con như thế. Bên này thì là mấy con Denon JBL. Đây có một con JBL loa dài này. Này. JBL con này là gì đây ạ? BAR2.0 All-in-1. Con này một đôi của nó đây thế này. Tối cũng hơi có gì. Đợi bật đèn lên cho bác xem. Đấy. Nó là 2.4. Một con bên trên và bên dưới là 3.6. Mà mỗi con là 6 tháng. Khá là hàng khá đắt vì nó có rất là đẹp. JBL. Còn bên dưới là JBL, bên dưới là JBL ở dưới là Sony HT S100F. Đấy thì đấy thì có thêm mấy con robot và Denon và JBL nằm gần đây. Em sẽ quay luôn cho các bác xem luôn. Đây là một con robot gì đấy thì không có. Một con robot này là 2.1 đấy. Con này là cái bát cái của nó với này hai cái loa con của nó này. Đây là con robot FS321 hai la mã nha các bác. Con này giá mới là 18 triệu và giá cũ của nó bây giờ là 3.4, tầm 3 triệu tầm gần 4 triệu. Và hành 6 tháng. Con này là 2.1 này. Dolby Digital này. Đấy, con này có đầy đủ dây dở và điều khiển các thứ. Remote đây. Đấy, có trên này dây và các số series các thứ. Đây có hai loa con của nó. Đây, dây của nó. Nay là ngày mùng 3 Tết mà cũng rất nhiều người Nhật đi đến đây xem loa đồ dây chạc các thứ. Con này có bị xước xung quanh một chút. Nhưng mà không vấn đề gì. 3.4 cũng đã chấp nhận được đối với con một con bot như này. Con này là JBL không có thông tin nên không biết giá rổ như thế nào. Đấy. Hay là con của con này. Con là đây là con JBL cái và đây là mấy con loa con nó đây các bác. Con này là JBL SCS175 nhá. Con này có giá mới là 18 triệu. Và giá cũ của nó bây giờ là 11 triệu hơn. Khoảng tầm 11 triệu. Con bảo hành 6 tháng. À, có công suất xuất lực là 110W. Có bị xước và bị bẩn đối tí vì là hàng nó cũng cũ rồi, sản xuất năm 2000. Là hàng sản xuất năm cũ nhưng mà hàng vẫn rất là mới. Quay xa cho bác xem. Đây. Đấy, bên này là mấy con của Audio Technico, là con này là con gì đấy? Microphone điều chỉnh hát. Đấy. Mấy cái loa Victor và mấy cái loa khác rất là nhiều.
Đấy thì quay tạm cho các bác xem mấy cái như thế. Để em đi vào sẽ lấy mấy cây dây AV cho một bác ở Đồng Nai có gửi mua. Và sang tuần thì có người về, em sẽ gửi về cho bác đấy. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé.